Hello các bạn, mình là Thư Dark. Hôm nay Thư Dark sẽ chia sẻ với các bạn một cách make up màu tím thật là cute, dễ thương, a baby. Rồi, đầu tiên là mình sẽ dùng kem lót hen. Kem lót hôm nay mình xài là của NARS Radiant Bronzer. Cái này thì sắp hết hạn rồi, cho nên mình phải tranh thủ xài cho hết cái mùa đông này. Nó sẽ giúp cho da căng bóng và hồng hào nha mọi người. Tiếp theo là kem nền. Kem nền hôm nay mình sử dụng là của Rare Beauty. Do là hôm nay mình make up con mắt nó màu tím đó mọi người, cho nên mình cũng phải lựa cho cái kem nền lẫn là kem concealer, nó cũng phải là tông lạnh luôn thì nhìn nó mới hài hòa với cái con mắt màu tím. Bây giờ tới concealer hen. Concealer hôm nay mình sẽ sử dụng của Fenty Beauty. Như các bạn có thể thấy ở góc trái là mình đã để đủ thông tin của cái món mình đang dùng, cho nên là các bạn có thắc mắc thì cứ nhìn lên đó nha. Hôm nay mình sẽ dùng phấn phủ của Dior. Cái loại này mình rất là thích, tại vì cái phấn của nó khá là mịn, tức là nó không có bị rơi hạt phấn. Chúng ta sẽ phủ qua những cái vùng như là che khuyết điểm nè, vùng mũi, vùng trán, những cái nơi mà dễ đổ dầu nhất, và sau đó phủ nhẹ toàn gương mặt. Và sau đó chúng ta sẽ đến bước bronzer. Bronzer để cho cái mặt nó bớt cơm bự. Mình sẽ bronzer ở ngay cái hốc má nè, ở dưới cái cằm, sát rìa trán nè, và hai bên mũi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước kẻ lông mày. Thì đây là cái style kẻ lông mày của mình đó. Tuy cái bút này nó dạng dẹp nhưng mà mình sẽ để dọc như thế này và tô lên. Cứ tô sơ sơ. Sau đó mình sẽ lấy một cái cọ chải chân mày và tán cái màu ra cho nó đều và tự nhiên. Và tiếp theo mình chỉ cần vẽ thêm cái đuôi chân mày cho nó dài ra một chút. Cuối cùng là mình sẽ dùng cái đầu còn lại của Nude Stick là gel để vẽ gel cho cái lông mày nó có form. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh mắt nha. Đầu tiên là mình sẽ cho kem blush của Urban Decay lên mắt trước và sẽ dùng một cái cọ đầu buff để mà tán ra cho đều trên mắt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng bảng mắt Huda Beauty Mercury Retrograde. Đây là một cái bảng mà mình rất là thích. Đầu tiên là mình sẽ cho một lớp nhũ trắng lên toàn bộ bồng mắt. Tiếp theo là mình sẽ cho màu tím nhạt này đánh ở phần đuôi mắt và kéo lên phần hốc mắt. Các bạn đừng quên cho ở phần mắt dưới nữa nha. Sau đó mình sẽ cho thêm phần nhũ tím xanh này đè lên phần màu tím nhạt lúc nãy để làm ánh lên, tạo sự căng bóng sexy cho đôi mắt. Sau đó mình sẽ dùng một màu tím đỏ để đánh ở phần mí mắt trên cũng như là mí mắt dưới. Cuối cùng mình sẽ dùng màu nhũ trắng bạc để nhấn ở phần hốc mắt và đầu mắt dưới để làm cho đôi mắt long lanh hơn. Và các bạn đừng quên quét một chút ở phần bầu mắt để cho nó sáng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kẻ mắt. Hôm nay mình sẽ dùng bút kẻ mắt của Rare Beauty để có một cái eyeliner dày một chút.
bây giờ thì chúng ta sẽ bấm mi và chuốt mascara nha. Mascara mình hay dùng là của Too Faced Better Than Sex. Cái loại này thì nó có waterproof chống nước đó mọi người, cho nên nó sẽ giúp lông mi của chúng ta được giữ cong lâu. Còn phần mi dưới thì mình sẽ dùng của Benefit. Hai, bị lem rồi mọi người à. Những lúc như thế này mọi người đừng hoảng loạn nha, mà hãy lấy một cái tăm bông nhúng nước nhẹ và kéo nó đi, thì coi như những cái mascara bị lem nó bay đi mất. Sau đó chúng ta sẽ dặm lại một tí phấn mắt ban nãy và cẩn thận kẻ mascara lại thôi. Bây giờ mình sẽ tới bước má hồng. Mình sẽ sử dụng màu má hồng From The Moon của Colourpop kết hợp Sailor Moon. Với cái màu hồng này nó cũng có tông hơi lạnh lạnh, cho nên nó sẽ rất là hợp với cái make up tím này. Và tiếp theo là mình sẽ dùng tới highlight. Mình sẽ sử dụng bảng highlight backstay của Dior để làm điểm nhấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến bước đánh son. Mình sẽ đánh hai lớp. Lớp đầu tiên là đánh cùng với son MOI của Hồ Ngọc Hà để làm cái base hồng trước. Và bước thứ hai là mình sẽ đánh son của Rare Beauty ở phần giữa môi và bậm ra ngoài cho đều. Cuối cùng là xịt khóa make up. Mình sẽ sử dụng xịt khóa của Anastasia. Thế là xong rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau xem lại kết quả với mình nha. Ok, cuối cùng thì video chia sẻ make up mùa đông của mình cũng đã kết thúc. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe để mà ủng hộ mình ra thêm nhiều video như thế này nhé. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành. Bye.